Rồi, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bác về một cái loại nắp che tô của công ty là mới sản xuất ra năm nay. Cái loại nắp này là nó cao. Đấy, loại nắp này là sử dụng cho khoan với lại mình cạo miệng nhỏ hoặc là cạo truyền thống đều được. Cái nắp này là cổ nó rất cao, cao 15 phân. Đó, nó như thế này. Là khi mà mình ấy cạo ấy là mình miệng nhỏ hoặc là cạo truyền thống là mình đóng thìa vào đây ấy, rồi xong là mình lấy cái này mình úp lên là để chắn nước mưa, mưa là nó không bị trôi mủ. Đấy, cái nắp này là chuyên dùng cho cạo truyền thống này. Mình khoan khí mình cũng sử dụng cái loại này được, mà cái loại này nó cao tiền hơn cái loại này. Đây, cái loại này là loại của năm ngoái sản xuất này. Đây này, cái loại này ấy là nó bé hơn, cổ nó ngắn hơn, cổ nó chỉ có được 10 phân thôi. Cái loại này là nắp tầm trung, còn có một cái loại nắp bé nữa. Đây, cái loại này này. Cái loại này thì mình chỉ có khoan được khoảng cỡ 5 6 mũi thôi ở trong cái phạm vi vòm nắp này này. Đó, cái nắp này là nhiều nó làm bé hơn. Đấy, cái ưu điểm là nó không cao, dở lắm. Cái nắp này tốt nhất các bác không nên dùng. Em làm rồi em biết mà. Đó. Là bây giờ xu hướng là sử dụng cái nắp này, nắp này sử dụng cho cạo miệng ngắn đấy, với lại khoan hoặc là cạo truyền thống cũng che được. Nhưng mà cổ nó có 10 phân là nó vướng cho mình cái lúc mà mình trút mủ ấy. Nó hơi vướng, bác nào làm ẩu một tí ấy thì là nó sẽ bị bay cái thìa ra ngay. Đó. Bây giờ em sẽ làm một cái test, làm cái test thử cho. Và cái này ấy là tượng trưng cho một cái miệng cạo này cũ của em mấy năm trước, tượng trưng cho miệng cạo. Đúng lý ra là mình phải cạo một đường làm thành một cái miệng cạo từ trên này xuống dưới này. Đấy, mô phỏng là y như cái miệng cạo truyền thống mới được. Nếu mà bây giờ là em cạo một phát là mất khoảng cỡ 3 tháng ấy, khoan đấy, một đường cạo một đấy, bề gang ra như này này, đo này là biết này, đây là một này, 20 phân này, đấy, 20 phân, 40 phân này, ra đây là 60 phân này, 60 phân này đến đây, nếu 60 phân đấy, như em khoan là 60 phân thì là được 30 mũi, mỗi mũi cách nhau là 2 phân, 3 là 6 là 60 phân, thế 30 mũi em khoan D3 thì nó là vào là mất 3 tháng rồi. Cạo một đường một mất 3 tháng thì thôi, chắc không 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 cạo xả cho các bác xem được. Thì cho nên là bây giờ thì làm mô phỏng nói trên cái cây này là được rồi. Là bây bắt đầu tiến hành này. Và cái nắp này ấy, là trước tiên là mình phải buộc cái dây. Đấy, buộc một cái dây khoảng cỡ 30 phân thôi, buộc vào cái nắp. À, từ từ để so sánh cái nắp này với cái nắp bé. Đây, cái nắp này là nắp to, cái nắp này là nắp bé, cổ ngắn hơn. Này mình úp lên như này này. Đấy, thế nó cao hẳn lên lên luôn, cao hẳn hơn 5 phân luôn đây này. Đó. Là cái độ to của nó là vẫn như nhau. Độ to của bát này này, cái viên này này, che bát này nó to như nhau. Cái nắp này là sử dụng cho tất cả các loại tô được, tô bé, tô lớn đều được hết. Những tô có mặt trên thị trường này đều úp được hết. Đây, và cái đặc điểm của nó, cái nắp này nó nặng hơn là nó chống bay, còn nắp này nó hay vẫn hay bị bay. Rồi, thế là bắt đầu buộc. À, đây nó có một cái lỗ cho mình xỏ vào. Thế là mình xỏ vào đây là mình buộc. Buộc rồi xong đấy là mình tháo, đặt lên. Và đây là cái thìa tượng trưng cho cái thìa dẫn mủ vào này. Đóng ở đây. Đó, thế là bắt đầu mình cạo mủ ra đây, là làm cái đầu voi đuôi chuột chạy xuống đây nữa để cho nó mủ nó dẫn nó chảy vào đây, chảy qua thìa và nó chảy vào tô. Thì mình cạo xong đấy là bắt đầu mình úp cái này lên là xong.
Cúp này lên là đến cái lúc mình chút mủ là mình dỡ ra như thế này, là cứ thế là đem đi chút mủ, như cái nắp này nó không vướng. Còn cái nắp này ấy, thì nó bị vướng này. Nắp này là bắt buộc là mình không đóng trên này được. Mình phải đóng dưới này một tí, khi mà mình đóng ở dưới này một tí là mình chút mủ là nếu mà làm tốc độ mạnh quá là nó bật bay cái này ra, là phát nào mình phải đóng là tốn rất nhiều thời gian. Đấy, như cái nắp này này, đập như thế này là không được này, nó bị trôi ra này. Đây, những cái nắp này là mình đặt phát đây là được này. Đó, vừa khít luôn, gió không bay được. Và ấy, mình đóng cái thìa này ấy, là mình không được đặt thìa này này. Là mình đóng chúi quá như này là không được nhá. Chúi quá này, đây, chẳng hạn như là mình đóng chúi quá như này là đến, dẫn đến cái việc mà mình chút mủ như này. Mình cầm cái tô này ấy, thì chút mủ là nó bị vướng ở cái mũi này này, mũi thìa này vướng là làm mạnh phát là nó bay luôn cả cái thìa ra, cho nên là mình chúi này không được, là lúc nào mình phải làm hơi hơi thẳng thẳng như thế này, thẳng quá cũng không được, là mình làm sao cho mũ nó vẫn cứ chảy qua đây được, hơi kéo kéo thôi như này thôi. Đấy, đóng như này là được này, nó hơi kéo kéo, còn đóng thẳng quá như này là mũ nó động lại ở cái thìa này cũng không được, cho nên là hơi chúi này cũng không được. Đấy, mà nó đóng đúng kiểu của nó là đóng hơi chéo tí thôi. Nguy đang quay video mưa. Đó, thế là nắp vào như này nhá. Và mình nắp vào như này ấy, là khi mà mình đậy cái nắp xe tô này vào ấy, đến cái lúc mình mà đi chút mủ ấy, thì ấy, là mình nếu cầm như này ấy, cầm như này này, thả ra là nó tốn rất nhiều thời gian. Đấy, lại mệt nữa, tay này tay xách xô nữa. Thế bây giờ là mình sử dụng như thế này. Cách mà để mình lấy cái nắp này ra ấy là rất đơn giản thôi. Nếu mà mình cầm như thế này ấy, cầm như này là vứt ra như thế này, là cái tỷ lệ mà mình bị bọ cạp với lại những cái côn trùng độc ấy là nó đốt là rất cao. Cho nên là cầm như này là sai nhá, cầm như này là bị đốt liên tục, cái ngày nào cũng bị luôn. Thế cho nên là hạn chế mình không cầm như thế nữa, là bắt đầu là mình sử dụng đây, chẳng hạn như này, chẳng hạn là mình sử dụng cái ngón này là dài nhất, ngón này dài nhất là cho nên là mình hơi co một tí như này này. Thế là bắt đầu là mình khẩy nhá, khẩy từ dưới khẩy lên như này này, khẩy ở cái mép bên này nhá, khẩy mép bên này là nó vướng dây không được, là phải khẩy mép bên này. Đấy, như thế này là bắt đầu mình khẩy lên cái nhẹ nhàng như này, tay này xách xô mủ như này, là tay này là mình khẩy là hơi co ngón tay lại một tí và bắt đầu khẩy phát lên như này này. Ui giời, bày cả hành lắm. Khẩy phát lên như này là bắt đầu ấy, những cái côn trùng ấy, chẳng hạn như bọ cạp và rắn rết gì đấy nằm trong đây là nó văng ra những chỗ khác ngay, nó không đốt vào tay mình, giảm thiểu cái sự là bị bọ cạp đốt. Thế là bắt đầu mình cứ cầm như này là mình chút xong cái mình vét cái là mình đặt vào này, hoặc là mình úp luôn được này. Đấy, úp luôn được đây, úp là nó không bị vướng. Thế cho nên là các bác lưu ý chỗ đấy, cứ làm nào làm đừng có cầm vào như này, cầm vào này là bị bọ cạp đốt liên tục đấy. Cho nên là cứ nghe em là cứ làm một phát như này này, cứ để ngón tay như này là bắt đầu hất một cái như này là bọ cạp bọ kiết các kiểu bay hết. Và trong tất cả các kiểu khẩy nắp ấy là em là nghiên cứu ra là đã làm tất cả các thế tay, là chỉ có sử dụng cái thế mà đưa cái ngón như thế này này, cong vào như thế này là khẩy lên là nó hiệu quả nhất và hợp lý nhất. Là lý do là như thế này, bây giờ cái ngón này là mình nó đã dài như lúc nãy nói rồi đấy, dài hơn người ta một tí ấy, chẳng hạn như là mình khẩy ấy là đây, cái ngón này là nó chạm vào ngay chỗ này đây, như này là mình chạm vào ngay cái chỗ này là nó bật cái nắp ra. Chẳng hạn như là mình để cả ba ngón này luôn, là đưa một phát vào cái ngón này nó dài nhất đấy, cái ngón này nó dài nhất là như thế này, cũng phải tổ như này này đấy, là cái ngón, nếu mà cái ngón này là nó chạm vào được cái viền nắp này, cái ngón này chạm viền nắp thì ngón giữa này nó sẽ chạm vào cái vành của tô này này. Nếu mình sử dụng ba ngón này là mình khẩy mình hất một phát lên là bay cả cái tô này đi, là dẫn đến là đổ mủ luôn đấy. Có rất nhiều người bị như thế rồi,
Thế cho nên là phải sử dụng cái ngón này, đúng phải 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 co hai ngón này vào như thế này. Thế là mình hất phát là cái tỷ lệ mà mình chạm vào cái tô này ấy là thấp hơn. Thế là nó không bị bay cái tô. Là đỡ thất thoát mủ. Đó. Đây, chẳng hạn như làm kín như này là mình cầm như này ra thì nó tốn rất nhiều công. Bên này mình khởi đi như thế luôn. Ở đây là khởi ở đây nhá. Khẩy ở đây là nó văng ra như này, còn khẩy ở ngoài này ấy thì là nhiều lúc ấy bay cả tô mủ đi á, không được đâu. Đó. Cho nên là kỹ thuật đến lúc nào cũng phải nắm bắt. Như này là quá đạt rồi. Thế này đậy nắp tô như này là chấp cả mưa luôn. Mưa to cỡ nào to thì mình ở trên này ấy, như cạo truyền thống là mình phải bấm một cái máng mưa chạy qua đây á, rồi không bấm máng mưa thì cũng bằng nhau á, là mưa chảy không cái miệng này, cái là nó chảy theo miệng cạo là bắt đầu chảy hẳn vào tô luôn, chảy thẳng vào tô luôn, cho nên là mình phải bấm cái loại máng mưa qua đây, hoặc là bác nào có điều kiện ấy bấm máng nón từ bên theo theo thân cây này đi. Chi phí của cái này ấy thì cái này thì rất cao rồi, cao hơn cái loại này. Cái loại này là hiện tại là bán 3.200, còn cái loại này ấy là bây giờ là đang bán là 4.000 đấy. Rồi các bác là cứ lựa chọn, các anh chị lựa chọn cái loại nắp này rẻ tiền hơn đấy, làm hơi khó hơn một tí, còn cái nắp này thì đắt tiền hơn, nó làm cực dễ luôn. Rồi vậy chào các bác nhé, có gì thì các bác liên hệ với em qua số điện thoại là 0368 986 353 để được tư vấn về vấn đề là áp khí làm sao cho nó hiệu quả. Bà con có thể vào group Facebook Hội Khoan lấy mủ cao su bằng khí đúng phương pháp để hỏi đáp và trau dồi kinh nghiệm nhé.